cái tình trạng của chị thì mình cũng dùng cái chu kỳ tự nhiên tự nhiên hoàn toàn chị, tự nhiên hoàn toàn rồi. Thì sau đấy thì nó có phát hiện ra là có ba cái ung thư tử cung, thì mình đã thất bại, không có vitamin, thì mình muốn chuyển sang nông học, thì mình muốn hiểu là cái ung thư tử cung ấy thì nó có liên quan đến cái thất bại của chị em không? Mình chuyển một phôi tốt ngày ba. Em không hiểu cái chính xác cái u sơ mình là nằm vị trí nào, mà có ảnh hưởng nó nằm trong cơ tử cung hay là nó ảnh hưởng tới vùng tử cung. Chắc người ta đánh giá không ảnh hưởng sao đó. Cái câu chuyện đương nhiên là u sơ nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái vấn đề là thất bại làm tổ, nhưng là nó tùy trường hợp. Nếu mà cái u sơ của chị nó nhỏ và nó nằm ở trong cái lớp cơ ấy thì thường nó không ảnh hưởng nhiều đến vấn đề làm tổ. Nhưng mà nếu cái u sơ nó nằm ở dưới niêm mạc hoặc là nằm trong vùng tử cung thì nó sẽ làm chị làm mất, dẫn tới là khỏi nó thất bại mà liền là giữ thai. Bởi vì khi mà cái u sơ nó chiếm chỗ trong vùng tử cung thì dẫn tới là cái chỗ không thể làm tổ được, nó sẽ một cái cũng không được làm tổ vì cái phôi ấy đó. Cho nên mình phải cân nhắc cái u sơ đấy nữa, cái vị trí của nó có phù hợp hay không nữa. Nếu mà đúng thì chỉ trong lòng trong cái vùng tử cung thì dẫn tới là sẽ khó làm tổ được thai trong cái phôi. Mình đang muốn có thể sẽ dùng cái chu kỳ kích trứng tối thiểu, kích trứng chung, tức là cái kích tối thiểu thì mình sẽ lấy được nhiều phôi hơn. Bởi vì mình sẽ kiểm soát biết được mức tự nhiên, tức là thì mình chỉ có một trứng một phôi, còn khi mà mình tối thiểu một thì nhiều hơn, có thể là 3, 4 hoặc là 6 thế nào là được phôi. Còn đâu câu chuyện khi mà chị chuyển phôi và em phải cân nhắc, tức là liệu cái u sơ đấy nó có ảnh hưởng gì đến vấn đề vùng tử cung hay không. Còn nếu không ảnh hưởng thì chẳng vấn đề gì cả, mình vẫn có thể chuyển phôi bình thường. Nhưng mà cái câu chuyện đấy này, khi mà chị chuyển phôi hoặc là chị dùng thuốc nội tiết vào, nó sẽ làm to lên. Bởi vì bản chất nội tiết đó là estrogen, mà cái u sơ nó có estrogen nó sẽ càng ngày càng phát triển và nhanh hơn thôi. Cho nên là cái câu chuyện phải cân nhắc xem là cần phải can thiệp trước đấy hay không, hay là mình có thể chuyển phôi như bình thường. Thế thì mình có liên nghỉ không giữa cái là mình mới chuyển phôi hôm 30 tháng 7 và mình hỏng hôm 10 tháng 11 thì mình có liên nghỉ ngơi trong giữa hay là làm thêm? Như em nói rồi đấy, em trình bày đấy, tức là cái chu kỳ tự nhiên mình có thể làm liên tục, mình không phải nghỉ giữa chu kỳ. Thì khi làm là chị ra kinh thì có thể quay trở lại, mà em sẽ làm từ đầu chu kỳ luôn cho chị, làm từ đầu luôn chứ không phải nghỉ gì cả. Miễn là mình thấy hiện tại là mình là sức khỏe từ bình thường, không có gì hết, mình mới làm được thôi. Tự nhiên nó đơn giản hơn. Vâng. Nó gần như là không mệt mỏi, chỉ có bị một chút sau mới chuyển phôi. Vâng. Vì mình có một kim khúc ở đâu rồi đâu. Hiện tại nó chứng 19. Vâng. Thì để xem chu kỳ này biết đâu có thể là sử dụng chu kỳ này luôn. Thì thứ mà em sẽ khám thiệt luôn cái chu kỳ này, chị em có thể trả.